Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây đã đăng bài trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden viết: "Cảm ơn Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu. Tôi biết rằng đây là chuyến công du lịch sử." Thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ nêu rõ, Việt Nam và Hoa Kỳ có cơ hội to lớn trở thành các đối tác quan trọng. Tôi biết chúng ta có thể đạt được kỳ vọng về một tương lai hòa bình, an ninh, thịnh vượng mà hai nước cùng chia sẻ. Tổng thống Joe Biden sang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ là cơ sở quan trọng cho quan hệ hai nước trong tương lai. Đầu tiên là vào 2013, khi chúng ta nói đến cái đối tác toàn diện, thì đã tạo ra những cái nguyên tắc của quan hệ, đồng thời là những cái trụ cột, 9 cái trụ cột quan hệ bao gồm cả về kinh tế, chính trị, đối ngoại, lẫn về những cái vấn đề như quốc phòng, an ninh hay là giao lưu nhân dân và giáo dục khoa học công nghệ. Cái hai nữa là cùng với cái đó thì liên tục có những chuyến thăm cấp cao. Về phía Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John McCain, từ một tù binh bị giam giữ ở Việt Nam, đã có những nỗ lực không mệt mỏi để hóa giải mối thù hận giữa hai đất nước, trở thành một người bạn, một người kiến tạo hòa bình. Cùng với Thượng nghị sĩ John Kerry, ông John McCain đã tác động thúc đẩy chính quyền Tổng thống Clinton dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận nhằm vào Việt Nam để tiến tới bình thường hóa quan hệ. Kết quả cho các nỗ lực ấy là vào năm 1994, Thượng viện Mỹ thông qua yêu cầu của ông John Kerry và John McCain gỡ bỏ cấm vận với Việt Nam. Từ khi bước chân vào Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đẩy nhanh hơn tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam bằng việc đưa ra nhiều quyết định có tính chất cởi trói. Tháng 7 năm 1993, ông tuyên bố Mỹ không còn phản đối việc Quỹ tiền tệ quốc tế viện trợ cho Việt Nam. Tháng 9 năm 1993, ông Clinton khẳng định Mỹ sẽ nới lỏng thêm lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Đến tháng 2 năm 1994 thì chính thức bãi bỏ và đồng ý mở cơ quan liên lạc giữa hai nước. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, ông Clinton tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, Việt Nam và Mỹ đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất nhất. Kết quả đến từ những nỗ lực bền bỉ của các nhà ngoại giao của cả hai đất nước. Việt Nam phải có tư duy chính trị mới, phải biết tạo dựng những mối quan hệ mới, tìm ra những đối tác mới nếu không muốn bị chìm nghỉm trong một thế giới đang cạnh tranh quyết liệt để tồn tại và phát triển. Câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thể hiện quan điểm quyết tâm của ông trong giai đoạn đầy khó khăn để đưa Việt Nam thoát khỏi thế bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhiều nước, đặc biệt là Mỹ. Nhiều người gọi ông là người phá băng, kiến trúc sư trong chính sách đối ngoại để tôn vinh những công lao to lớn của ông khi đưa đất nước từng bước mở cửa hội nhập quốc tế. Nhà báo Lê Thọ Bình, người từng công tác tại báo Quân đội Nhân dân, được phân công theo dõi mảng quan hệ Việt-Mỹ và tháp tùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong nhiều chuyến đi, kể cho chúng tôi những câu chuyện về giai đoạn đầy khó khăn để tiến tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Cái năm 1992, cái khi mà cái mối quan hệ đàm thoại để tiến tới cái bình thường hóa quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ là hết sức căng thẳng. Vì vấn đề thời bây giờ là một trong những vấn đề đặt ra rất gay gắt. Đây là vấn đề Việt Nam còn giam giữ tù binh Mỹ và cái tìm kiếm người Mỹ mất tích. Cho nên Bộ Ngoại giao có kiến nghị với Bộ Chính trị là nên để Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn của các nhà báo Mỹ. Thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt có trả lời một cái bài phỏng vấn mà sau này người ta nói rằng là chấn động dư luận Mỹ. Trước những nghi kỵ đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khẳng định với dư luận Mỹ rằng việc nghi ngờ Việt Nam còn giam giữ một số tù binh Mỹ là điều hết sức ngớ ngẩn. Việt Nam không có động cơ gì để làm điều đó cả. Chính sự chân thành của Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã làm lay động con tim của rất nhiều người Mỹ. Các khoản chênh lệch tỷ giá, lỗ sản xuất kinh doanh và các chi phí khác vẫn được bổ sung vào công thức tính giá điện bán lẻ bình quân khi Bộ Công Thương trình Thủ tướng. Theo tờ trình, các số liệu này được xác định theo báo cáo tài chính được kiểm toán. EVN sẽ đề xuất phương án phân bổ các chi phí này. Bộ Công Thương cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng xem xét quyết định. Bộ Công Thương cho hay, việc bổ sung các dữ liệu trên vào công thức xác định giá bán lẻ điện bình quân để phù hợp với thiết kế thị trường bán buôn cạnh tranh và giá điện gắn với giá thành sản xuất như góp ý của Thanh tra Chính phủ. Bộ cũng khẳng định, việc cho EVN thu hồi khoản lỗ sản xuất kinh doanh trong tính giá điện dựa trên quy định pháp luật, thực tế và ý kiến các bộ ngành.
Thưa quý vị, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã thông tin về trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine phòng viêm gan B tại đơn vị này. Theo đó, vào ngày 9 tháng 9, một sản phụ ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nhập viện mổ lấy song thai. Hai bé trai nặng lần lượt là 2,9 kg và 3 kg. Sau sinh, sản phụ và em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Ngày hôm sau, hai bé được đi tiêm phòng vaccine viêm gan B. Cả hai bé đều không xảy ra bất thường sau tiêm. Tuy nhiên, sau khoảng 1 tiếng rưỡi, một cháu bé đột ngột tím tái, xuất hiện khó thở, suy hô hấp. Cháu bé đã được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, điều trị, tuy nhiên đã tử vong ngay sau đó. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu bé thứ hai cũng xuất hiện triệu chứng tương tự nên lập tức được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện tại, sức khỏe bé trai được cấp cứu tại Hà Nội đã qua cơn nguy hiểm. Vaccine được sử dụng để tiêm cho hai bé trai sơ sinh là vaccine viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra nguyên nhân khiến trẻ tử vong. Quý cuối của năm 2023 được xác định là giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng, trong đó gần 80% thuộc nhóm ngành bất động sản. Theo Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, riêng tháng 9 sẽ là một trong những tháng có giá trị đáo hạn trái phiếu lớn nhất trong cả năm nay, với khoảng 41.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn. Khối phân tích của VN Direct ước tính tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 173.680 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản. Theo nhận định từ một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới về cơ bản vẫn tăng trong 10 ngày qua. Trong khi đó, giá nhập khẩu xăng vẫn tăng so với kỳ điều hành trước, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày hôm nay vẫn tăng nhẹ. Dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh chiều nay được nhận định tăng từ 100 đồng đến 150 đồng một lít, nhưng giá một số loại dầu có thể sẽ được điều chỉnh tăng đến 350 đồng một lít. Mức giá này có thể xảy ra trong trường hợp không có tác động của quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 25 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 15 kỳ tăng, 7 kỳ giảm và 3 kỳ giữ nguyên giá bán. Tin quốc tế. Theo kênh truyền hình Al Jazeera, ngày 10 tháng 9, nhiều đội cứu hộ và hàng viện trợ quốc tế đầu tiên đã đến được khu vực bị ảnh hưởng trong trận động đất kinh hoàng tại Maroc. Tuy nhiên, còn rất nhiều khu vực bị ảnh hưởng nằm sâu trong vùng núi hẻo lánh và bị chia cắt vì đất đá lở vẫn chưa thể tiếp cận được. Trước đó, trong suốt đêm qua, nhiều đội cứu hộ với nòng cốt là các binh sĩ đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người còn sống sót. Trong khi đó, hàng nghìn người tiếp tục quyết định không trở về nhà mà ngủ ở ngoài trời đêm thứ hai liên tiếp vì lo sợ dư chấn của động đất. Giới chức Maroc cho hay, cùng với nỗ lực tìm kiếm nhanh nhất có thể những người còn sống sót, một trong những ưu tiên hàng đầu lúc này là bố trí nơi trú ẩn an toàn cho người dân. Số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 8 tháng 9 đến nay lên tới 2.122 người, trong khi hơn 2.400 người bị thương, nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Số người được xác nhận thiệt mạng do lũ lụt ở miền Trung Hy Lạp đã tăng lên 15 người sau khi thi thể của 4 người mất tích trước đó được tìm thấy trong ngày 10 tháng 9. Mưa bão cũng tạo thành những dòng nước lũ lớn làm vỡ đập, phá hủy nhiều công trình cầu đường và các phương tiện đi lại. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mất điện và không có nước sạch. Theo báo cáo cơ quan chức năng, ít nhất 3 ngôi làng ở Hy Lạp đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Người dân khu vực này phải cầu cứu sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng để được hỗ trợ sơ tán. Kể từ khi lũ lụt tấn công miền Trung Hy Lạp từ ngày 5 tháng 9, cơ quan cứu hỏa Hy Lạp đã phải sơ tán gần 3.500 người. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10 tháng 9 kêu gọi không gạt Nga ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, bởi không có tiến trình nào là khả thi nếu làm như vậy. Ông Erdogan cũng thông báo về một cuộc họp sắp diễn ra liên quan đến vấn đề này giữa các đại diện của Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc, nhưng không nêu rõ thời gian hay địa điểm chính xác. Nga hồi tháng 7 tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, trong đó có điều khoản đảm bảo cho xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua một hành lang an toàn. Hôm 4 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Erdogan ở Sochi làm dấy lên hy vọng hai lãnh đạo có thể khôi phục thỏa thuận. Ngày 10 tháng 9, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh nếu Pháp định bố trí lại lực lượng tại Niger thì sẽ chỉ phối hợp với Tổng thống Mohamed Bazoum, nhà lãnh đạo duy nhất của quốc gia Tây Phi mà Pháp công nhận.
Thực hiện việc này, hôm 21 tháng 8, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố những người liên quan đến cuộc đảo chính quân sự mới đây ở Niger không có thẩm quyền, yêu cầu đại sứ Pháp tại Niamey phải rời khỏi Niger. Pháp hiện vẫn duy trì 1.500 binh sĩ ở Niger theo thỏa thuận với chính quyền dân sự trước đảo chính, bất chấp sức ép từ chính quyền quân sự tại nước này yêu cầu Pháp rút quân trong vòng một tháng. Bản tin 9 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!